vừa được nghe một bộ phối ghép này của mình, gồm có một con âm ly Onkyo A701D có giải mã cáp khoang, giải mã đồng trục, và có rất nhiều cổng vào cho anh em chơi CD, tu lơ, cổng đát, cổng phôn. Con âm ly này nó là công suất 215W, chạy 4 con sò than Sanken 2-bit. Nguồn và cấu tạo linh kiện của nó là rất cao cấp anh em nhé, và giá nó chỉ có 5,5 triệu thôi. Mình có một con duy nhất, anh em nhanh tay nhé. Mình cam kết với anh em rằng anh em bỏ ra 5,5 triệu không bao giờ lãng phí cái đồng tiền của anh em khi sở hữu con âm ly này. Con âm ly này của mình về trong tình trạng đẹp xuất sắc, zin nguyên bản, thiếu mỗi cái thùng xốp thôi anh em ạ. 5,5 triệu anh em nhé. Mình đang kết hợp với nó là một đôi loa JBL TLX16 cũng hàng tuyển chọn của mình. Đôi này mình đang bán là 6,2 triệu, bao ship tận nhà cho anh em. Có sử dụng 3 đài không? Một con bass 20 bằng giấy gọn sóng gân mút, và có một chung giấy gân lụa, và một con chép đôm đặc trưng của JBL. Và đằng trước nó có cái mặt lỉ anh em nhé. Con này củ cốt là của Mỹ, được lắp ráp tại Đan Mạch, TLX16 anh em nhé, tiếng rất hay. 6,2 triệu, anh em mà ngân sách mà vừa vừa thì lấy cả bộ này thì mình cam kết anh em là tuyệt vời luôn. Cắm mỗi cái đường optical ở TV xuống là anh em chơi rồi. Còn anh em là thích nghêu ngao nữa thì ghép thêm một cái van nữa là anh em có thể karaoke được. Karaoke nhẹ nhàng vừa phải thôi anh em nhé, bởi vì nó là đồ nghe nhạc. Anh em đừng đánh kiểu dạng công lực nó to quá. Nếu mà anh em mà nghe mà hát thì nghe êm này thôi, chứ anh em đánh mà bắt nó mà gồng đánh nhiều quá thì loa nghe nhạc sao nó chịu còn bằng karaoke được anh em. Onkyo 701D 5,5 triệu, loa JBL TLX16 6,2 triệu. Anh em mà lấy cả combo này là chưa đến 12 triệu, nhưng mà mình bảo đảm với anh em là chất âm cực hay. Ngoài ra con âm ly này nó có thể đánh được những cái dòng loa Onkyo Diatone Bass 30, nó tẩn thì vô tư luôn anh em, âm sắc nó cực kỳ hay luôn, mà nó lại lực anh em ạ. Anh em có sẵn Queen Vega Bass 30 tẩn con này cũng được. Xin cảm ơn anh em nhá, đến với kênh của mình cho mình xin một nút đăng ký kênh. Anh em thích sản phẩm nào thì alo cho mình. Xin chào tạm biệt.